giải ba. Và bên tay trái ông trọng tài là ông Đô Hùng ở Bình Phúc xin vào phán. Vậy đề nghị ông trọng tài ra ông Đô xe đài và thi đấu cho. Alo. Ban tổ chức chúng lễ hội chúng tôi xin thông báo với các ông Đô trước khi vào thi đấu, đề nghị các ông Đô hãy xe đài năm ra ba vào dèo lột các va vật hay để cho bà con cô bác được chiến thắng. Đề nghị bà con cô bác cho ông Đô một tràng vỗ tay thật lớn lên để mở hướng khích lệ cho ông Đô. Vâng, xin được cảm ơn bà con cô bác. Đây là cao vật giải ba với trang phục quần tím đai xanh là ông Đô Trương ở Hà Nội xin giữ, với trang phục quần xanh đai đỏ là ông Đô Hùng ở Bình Phước xin vào phá. Và ban tổ chức lễ hội chúng tôi xin giới thiệu với bà con cô bác được thể hiện theo dõi. Đây là kêu vật giải ba với trang phục quần tím đai xanh là ông Đô Trương Hà Nội, với trang phục quần xanh đai đỏ là ông Đô Hùng ở Bình Phúc xin vào thưa. Đây người ông Đô trở về chỗ thế này để thi đấu. Chúng tôi đề nghị những pha của các ông Đô hay thì xin mời bà con cô bác cho một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho ông Đô. Alo, cố lên lên. Hay quá. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố vừa rồi là kêu vật đó à, vì vừa rồi ông Đô Hùng và Bình Phúc đã ra ngoài, vậy thì ngày hôm nay thi đấu tiếp. Đại đỏ quần xanh là ông Đô Trương ở Hà Nội đã thắng ở giải đầu lèo ba, với giải ba đã thắng một câu, và xin mời tay vợt là ông Đô Hai với trang phục quần đen đai xanh ở Thái Nguyên thua ở giải nhất, xin đánh xuống giải ba. Vậy xin mời anh vận tài cho ông Đô xe đạp thi đấu. Thank you.
Ban tổ chức rồi, chúng tôi xin giới thiệu keo vật này. Đây là keo vật giải ba với trang phục quần xanh đai đỏ, là ông Đô Trương ở Hà Nội đã nhất thắng một keo với trang phục quần đen đai xanh, là ông Đô Hạnh ở Thái Nguyên. Xin lỗi, ngoài rồi. Để ngày ông Đô trở về giữa sân này khi ban tổ chức của chúng tôi đã hô ngoài hoặc nghe trống dầm trống là ban tổ chức đã hô. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu keo vật này ngoài. Ngày hôm nay trở về giữa sân này để thi đấu. Với trang phục quần xanh đai đỏ là ông Đô Trương ở Hà Nội đã nhất thắng một kêu. Với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Thánh Nguyên. Xin vào phá. Đây là kêu vật thứ hai của giải ba. Và ban tổ chức đã mời chúng tôi được gặp. Alo. Đây là câu vật thứ hai của giải ba với trang phục quần xanh đai đỏ. Ông Đô Trương ở Hà Nội đã nhất thắng một kêu với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Hạnh ở Thái Nguyên. Xin lỗi phán. Vậy ban tổ chức đã chúng tôi thông báo cho bà con của Bắc quyền theo dõi cái màn này. Quần xanh đai đỏ là ông Đô Trương ở Hà Nội đã nhất thắng một kêu với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Hạnh ở Thái Nguyên. Xin vào phá. Vậy ban tổ chức của chúng tôi xin giới thiệu cho bà con các bạn đặc biệt theo dõi. Alo, ban tổ chức của chúng tôi xin Bắc Giang đã nhất thắng một kêu ở giải ba B. Mời ban tổ chức mời chúng tôi xin đăng bài các ông Đô ở các sân. Ban tổ chức mời chúng tôi xin đăng công bố kêu vật vừa rồi. Ông Đô Trương đã nhị thắng. Xin giới thiệu bên tay phải ông trọng tài là ông Đô Trương ở Hà Nội đã nhị thắng hai kêu. Bên tay trái ông trọng tài là ông Đỗ Hải ở thể thao. Xin vào phá. Về đề nghị ông trọng tài cho hai ông Đỗ xe đài và thi đấu cho. Xin thông báo với bà con cô bác, hai ông Đỗ rất
cân tài cân sức đang xe này. Đây là kêu vật thứ ba của giải ba. Với trang phục quần xanh đai đỏ là ông Đô Trương ở Hà Nội đã nhì thắng. Với trang phục quần xanh đai xanh là ông Đô Hải ở thể thao xin theo. Vậy là ban tổ chức đội chúng tôi thông báo cho bà con cô bác tiền theo dõi. Chúng tôi xin công bố kêu vật vừa rồi, ông Đô Trương ở Hà Nội toàn thắng giải ba. Bây giờ xin bà con cô bác cho một tràng pháo tay thật lớn. Wow, xin cảm ơn bà con cô bác.